Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2024. Tình Đức xin chào tất cả các bạn đồng tu. Hôm nay Tình Đức sẽ chia sẻ đến các bạn đề tài tư tâm sở. Bài kinh này nằm trong Trường Ương Nhân Duyên, Trường Ương chương 12. Thì cái phần tư tâm sở này nằm trong phẩm thứ tư, Kalara. Và nó có tất cả 3 bài kinh. Thì 3 bài kinh tư tâm sở này nó liên hệ đến bài kinh, 3 bài kinh thích hợp mà Tình Đức đã chia sẻ vừa rồi. Thì Tình Đức sẽ nói lên sự liên hệ kinh tư tâm sở và kinh thích hợp, nói rõ lên lý do tại sao những cái điều này Thế Tôn dạy để cho mình thấy rõ, không có nắm bắt một điều gì đều hướng đến từ bỏ tất cả để được giải thoát. Và cái ý nghĩa tư tâm sở này được hôm nay thì Đức sẽ chia sẻ để mình nhìn thấy rõ nó quan trọng như thế nào. Thì những từ ngữ của bài kinh thích hợp á, gồm có tư lượng, thức trú. Thì bài kinh hôm nay tư tâm sở này có những danh từ mình cần phải biết đến: tư niệm, tư lượng, thầm ý, thức trú. Thì trước khi đi chi tiết vào đề tài tư tâm sở này, Tịnh Đức sẽ đọc hai đoạn kinh trước để các bạn nghe và nhận thức cái ý nghĩa nó như thế nào và tại sao nó liên hệ đến thích hợp. Bài kinh thích hợp mà Tịnh Đức có chia sẻ nhiều qua. Thì bài kinh tư tâm sở là số 8, nằm trong phẩm thứ tư của chương Nhân Duyên. Thì bài kinh số 8, Chitana, tư tâm sở. Đây là bài kinh đầu tiên của tư tâm sở. Bài kinh thứ hai là tư tâm sở số 9. Bài kinh số 3 là số 10, La Mã, tư tâm sở. Thì Tịnh Đức sẽ đọc bài kinh số 8. Số 1, trú tại Sabati. Này các tỳ kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức có an trú, do thức ấy an trú tăng trưởng. Nếu trong tương lai tái hữu sanh khởi, do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết sầu bi khổ u não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ứng. Số 3, này các tỳ kheo, nếu không có tư niệm, không có tư lường, nhưng nếu có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi
khi nào sở duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ấy an trú tăng trưởng nên trong tương lai tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai nên già chết sầu bi khổ u não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. Thì ở đây như các bạn vừa nghe Tịnh Đức đọc qua bản kinh này thì nó có những cái danh từ. Ở đoạn số 2 nói là tư niệm, tư lường, có thầm ý, thức an trú. Thì các bạn cũng nhớ trong ba bài kinh về thích ứng á, thì có cái danh từ tư lường và thức an trú thôi. Nhưng ở đây nói rõ hơn là cái sự tư lường này nó có tư niệm. À, có cái tư niệm mới có cái tư lường. Và cái tư lường này tại sao đưa đến thức an trú? Đó là cái thầm ý. Đây là ba danh từ liên hệ cho cái thức được an trú. Thì Tịnh Đức sẽ nói lên cái ý nghĩa những danh từ tư tâm sở, hành, tư niệm, tư lường, thầm ý, thức an trú qua bài kinh tư tâm sở này. Thì tư tâm sở là tâm sở hữu tư của bảy biến hành tâm sở. Thì các bạn nào có biết qua vi diệu pháp á, thì một cái tâm xuất hiện á, thì bao giờ ít nhất cũng phải có bảy biến hành tâm sở. Đó là 10 cái ngũ sâm thức, 5 sâm thức thiện và 5 sâm thức bất thiện, gọi là ngũ sâm thức. Thì những cái tâm này nó chỉ có 7 biến hành tâm sở, thì tâm sở tư nằm ở trong đó. Còn tâm sở tư là cái tâm chủ chịu trách nhiệm tất cả hành động của một chúng sanh nào là đó. Thì trong pháp tụ có dạy tư trong khi ấy ra sao, khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết định hành động, sanh từ xúc phối hợp với ý thức giới, như thế gọi là tư trong khi ấy. Thì đây nói là có cái sự quyết định, có sự muốn hành động, có cái sự tính toán. À, thì cái tâm sở tư này á, nó sẽ phối hợp với những cái tâm trong ý thức giới. Ý thức giới thì chẳng hạn như ngũ sông thức, mắt thấy cảnh thì cũng có tâm sở tư, nhưng tâm sở tư này là cái tâm sở tư nghiệp. Nhưng mà khi tới vào lộ ý thức, thức đi đến khám mông mở cửa, thì cái tâm sở tư này có cái sự tính toán, có cái quyết định hành động, có thái độ cương quyết để hành động. Khi ý thức xúc lại những cái cảnh của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, và cũng cả ý, đó là tâm sở tư, có nghĩa là như vậy. Như vậy, cái nghĩa tâm sở tư đó là tâm chủ, tâm tạo tác những hành động, có cái sự tính toán, có sự hướng về, sự quyết định, muốn thực hiện điều gì đó, cùng với cái ý thức giới. Thì đó là phần tư tâm sở, Tịnh Đức nói lên cái ý nghĩa nó như vậy. Thì tâm sở tư là tâm sở chủ rất là quan trọng.
những cái gì mình tạo thiện, bất thiện, những gì mình tu tập, tăng thượng, tránh thiện pháp hay là tiến tu đều do tâm sở tư. Vì tâm sở tư là hành động tất cả. Thì tới phần kế tiếp là danh từ hành. Thì tâm sở tư qua lời của Chính Đức nói lên ý nghĩa tâm sở tư thì nó là hành. Theo giải, theo ngũ ứng thì đó là hành ứng. Thì bây giờ mình nói tới cái hành, hành ứng. Thì qua những bài kinh Tịnh Đức đã chia sẻ lúc trước đó, hành đó, hành ứng là rất là quan trọng. Hành, hành với sắc, hành với sắc tánh. Hành, hành với thanh, hành với thanh tánh, hành với hương, hành với hương tánh, hành với vị, hành với vị tánh, hành với xúc, hành với xúc tánh, hành với pháp, hành với pháp tánh. Cho nên khi một tâm xuất hiện, đi vào cái lộ ý á, là cái sự tư duy, sự muốn hành động, sự quyết định liên hệ cả sắc tinh hương vị xúc pháp, mà liên cả lên những sắc tinh hương vị xúc pháp tánh. Thì người nào muốn biết rõ thêm thì xem những cái video Tịnh Đức chia sẻ liên hệ đến ngũ uẩn là như vậy. Đó là cái phần hành sắc. Còn hành thọ thì hành thọ thì hành thọ tánh, hành tưởng thì hành tưởng tánh. Thì những cái sắc nào, những cái tánh nào nó như thế nào thì cái tưởng đó cũng như vậy, cũng hành luôn cái tưởng. Thì các bạn nói đến hành tưởng là như gì, tức là các bạn khi thấy cảnh biết được cái đó là gì do cái tưởng, tưởng đến sắc, tưởng đến thanh, tưởng đến hương, tưởng đến vị, tưởng đến xúc. Khi các bạn nhớ lại mặc dầu cảnh không có mặt thì cũng đó là do cái tưởng, thì thấy được cái hình ảnh tưởng đó, cái cảnh tưởng đó, thì cái tâm sở tư lại hành động với tưởng. Cho nên hành tưởng, hành tưởng tánh. Rồi hành, lại hành với hành, và hành với hành tánh. Hành tánh là như thế nào? Các bạn trong quá khứ nghiệp cũ đã làm, bây giờ thấy lại cũng làm, là tại vì nghiệp thức nó đang luân chuyển một cách tương tục nghiệp cũ nghiệp mới, cho nên hành và hành tánh. Hành cái nghiệp cũ, và cái hành này liên hệ đến sắc thanh hương vị xúc pháp, và sắc thanh hương vị xúc pháp này nó liên hệ với sắc tánh, tức là sắc tánh, thanh tánh, hương tánh, vị tánh, xúc tánh, pháp tánh. Vì vậy là hành, hành hành và hành cả tánh. Bây giờ hành với thức, là hành với thức tánh. Thì tất cả những cái hành động tạo nên nghiệp thì đi vào tâm hữu phần. Tâm hữu phần là vô minh duyên hành, tức là năm cái phiền não luân duyên cho thức. Thức là tức là nghiệp. Thì như các bạn nhớ lại, khi mắt thấy cảnh và mình biết được vật đó là vật gì, người gì, tên gì, và luôn có cảm thọ, thì tất nhiên là cái nghiệp cũ, nghiệp cũ thức duyên danh sắc, danh sắc sáu xứ xúc thọ, đó là nghiệp cũ đó. Thì cái nghiệp cũ này đi vào cái danh sắc duyên thức và tạo lên cái nghiệp cũ. Thì những cái điều này, hành động đều đưa đến cái
thức an trú. Cho nên hành thức tánh rồi lại thức an trú tất cả những gì hành động. Thì quý vị thấy trong ngũ uẩn ghê gớm. Cho nên tại sao mình khó mà thực hiện ly tham rời bỏ được, từ bỏ được. Đó là nói về cái hành ứng liên hệ đến những cái hành động gì đều thức an trú. Đó là cái danh từ thứ ba. Danh từ thứ ba. À, Tịnh Đức trình bày tư tâm sở hành. Rồi xin lỗi, cái đó là thứ hai. Bây giờ tư niệm. Tư niệm là một trong những cái thực phẩm cần thiết cho một chúng sanh hữu tình, gồm có đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì tư niệm này nó là một cái tâm sở tư, nó liên hệ đến cái sự tư duy, quan sát, ghi nhận lại sự quan sát. Nó liên hệ đến cái hành. Những cái gì mình hành động đều có cái sự tư duy. Và khi mình làm, do cái sự tư duy, do sự quyết định mình làm, được ghi nhận lại cái bằng tư niệm. Mình làm gì mình phải biết hết. Mình biết ý mình làm. Đó là tư niệm. Tư niệm này luôn luôn là nó đi đôi với hành, có suy nghĩ, sự tư duy, có quan sát để hành động. Bây giờ thầm ý. Thầm ý là một cái tùy miên, cái nghiệp. Cái nghiệp này là của cái phiền não. Đối với một chúng sanh như mình, những người chưa giải thoát, thì thầm ý này có nghĩa là nghiệp còn nắm giữ. À, khi mình nắm giữ, tức là mình có dục. Có dục thì mình khi thấy cái dục gì, mình luôn có cái sự sắp đặt sẵn và luôn luôn chú trọng để thực hiện. Thầm ý nó là như vậy, là tìm, là cái tâm tùy miên, những cái phiền não tùy miên đang ngấm ngầm. Mình thấy là mình có, là tại vì mình đã hoạt động thuần thục, cái nghiệp mình nó như vậy, thành nó có một thói quen, có sắp xếp, thấy là làm theo cái điều đó và luôn luôn chú trọng, thấy nó là hành động liền. Và cái danh từ cuối cùng là thức trú, thì như là nãy thì tôi có nói trình bày là hành hành thức á, à, hành hành thức và hành hành tánh. Thức tánh là nó liên hệ đến thức, khi mình hành động thì nó qua cái thức, cái thức biết là nó trở lại tâm hữu phần, thì cái hành động này lại làm nữa, à, thì nó hành hành cái thức, cái nghiệp cũ và liên quan đến cái tánh của nghiệp cũ để thay đổi liên tục. Thì những cái gì hành động, những cái gì thay đổi thì nó là nghiệp, nó là thức trú. À, thì thức trú thì cái thức này lại nó càng ghê gớm hơn của cái hành hành nữa. Thức này gọi là thức ứng, gọi là thức ứng. Thì bây giờ thức trú, những cái gì hành động là tạo nghiệp, nghiệp lại đi vào tâm hữu phần là thức trú. Và đặc biệt thức trú là trong bài kinh của Trường Ưng 22, Trường Ưng 2 là nói về ngũ uẩn. Bài kinh tên là Hilidikana Kani. Bài kinh tên là Hilidikani.
Thì trong đoạn kinh có dạy như thế này: sắc giới này gia chủ là nhà của thức, thức bị lòng tham sắc giới trói buộc, này gia chủ được gọi là du hành có gia đình. Thọ giới này gia chủ là nhà của thức, thức bị lòng tham thọ giới trói buộc, này gia chủ được gọi là du hành có gia đình. Tưởng giới này gia chủ là nhà của thức, thức bị lòng tham tưởng giới trói buộc, này gia chủ được gọi là du hành có gia đình. Hành giới này gia chủ là nhà của thức, thức bị lòng tham hành giới trói buộc, này gia chủ được gọi là du hành có gia đình. Thức giới này gia chủ là nhà của thức, thức bị lòng tham thức giới trói buộc, này gia chủ được gọi là du hành có gia đình. Như vậy, này gia chủ là du hành có gia đình. Thì đây ý nói thức an trú vào sắc giới, vào thọ giới, vào tưởng giới, vào hành giới và vào bào tích thức giới luôn. Thì cái thức này bị lòng tham của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Thì các bạn thấy ngũ uẩn và những cái tâm sở tư này, thì nếu mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng cái tâm của mình, cái thức của mình, cái ngũ uẩn và các hành, các mười sắc thân ái và dòng luân hồi, nghiệp cũ, nghiệp mới, nó như là đám rừng, mình khó mà gợi. Nếu mà các bạn để ý những cái phần đó, thì nếu vị nào có cái hướng tâm tu tập để chấm dứt sầu bi khổ não thì phải hết sức cẩn thận, không dễ gì đâu các bạn. Nếu mà các bạn không hiểu điều này thì cho rằng là dễ, tôi không tham, tôi không sân, tôi không chi, tôi hiểu hết, nhưng mà không phải. Các bạn suy nghĩ kỹ những cái điều mà Tịnh Đức chỉ nói một cách tóm tắt, nhưng mà khi mà Tịnh Đức nói như vậy, Tịnh Đức đã suy nghĩ, đã thấy rất là đáng sợ. Các bạn thử làm thử đi. Tâm sở tư, cái hành, ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, đối với cái hành, cái thức nó như vậy, và đối với cái tưởng, những cái gì sắc có thì tưởng nó cũng phải có. Chính vì có tưởng nên thực hiện được cái sắc tưởng. Mà mỗi một tâm xuất hiện đều có sắc tưởng. Cái mình thấy nghiệp cũ phải do cái sắc tưởng. Một người bạn, một màu sắc đều do sắc tưởng ghi nhận để cho cái thức nhớ lại. Đó là cái sự hoạt động của cái ngũ uẩn và cái tâm hành và cái tâm ý thức rất là ghê gớm. Thì bây giờ đi vào về kinh thứ nhất và kinh số 8. Chitana, tư tâm sở. Thì Đức xin nhắc lại cái bài kinh đoạn số 2 á, nói ý nghĩa như thế này: này các tỳ kheo, cái chúng ta tư niệm tư lường có thẩm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Cái mệnh đề của cái câu này nói là những cái gì mình tư lường, thì trong khi tư lường á là có cái sự tư duy, tư niệm để đưa đến tư lường. Và cái thứ ba đó là thẩm ý. Ba cái danh từ: tư niệm, tư lường, thẩm ý. Cái gì mà có ba cái điều này nó sẽ trở thành sở duyên cho thức an trú. Cái gì mình suy nghĩ để thực hiện, tư lường là so sánh,
Hồi nãy hình như Tịnh Đức chưa có chia sẻ tư lượng, thì cái tư lượng có nghĩa là sự tư duy lựa chọn thiên về hướng về. À, thì đây nói cái gì chúng ta tư niệm, tư lượng có thẩm ý, tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, vân vân, ý, thân xúc chạm, ý thức biết được, là có cái nếu mà một vị như chúng sanh như mình có cái sự tư niệm, tức là suy nghĩ, niệm thực, tư niệm thực, các bạn thấy điều gì cũng phải có tư niệm thực, có xúc bao thành một cái tâm thời, có cái tư niệm thực, biết biết cái chuyện quá khứ, biết nghiệp quá khứ và biết cái chuyện đang xảy ra và biết đang sự thực hành, đó là tư niệm. Chính có cái thực phẩm này mà con người, cái trí tuệ con người đã phát triển. Cho nên có tư niệm, thì cái tư niệm cái gì? Đưa đến cái sự tư lượng, tư là cái hành động, cái hành động chọn lựa, quyết định để làm. Cho nên gọi trong bài kinh nói là thích ứng, tư lượng là thích ứng, làm cho thích hợp cái tâm tư của vị đó. Rồi có thầm ý. Thầm ý đây là cái nghiệp, cái phiền não của người đã có sẵn rồi. Thì Thế Tôn dạy cái chúng ta tư niệm, tư lượng có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Thì điều này rất là rõ ràng, tất cả các bạn nhìn thấy bất cứ một cái điều gì, nếu mà cái điều đó bạn khao khát muốn thực hiện, có mong muốn lúc trước, thì nó rõ ràng thấy đó, thì có cái sự tư niệm sắp xếp, mình đã lựa chọn, nhưng bây giờ lựa chọn nữa, và có cái thầm ý, tức là cái nghiệp, cái sự sắp đặt, sự sắp đặt, sự chú trọng để ý tới, thì mình thấy là những cái này sở duyên cho ý thức, là nhân duyên cho cái thức an trú. Khi thấy đó thì cái thức hành động, nghiệp cũ thấy cảnh đó, mắt thấy cảnh, cảm thọ là tư niệm, tư lượng, hành động. Là tại vì có cái thầm ý, mong muốn nó có sẵn, có sự sắp đặt, sự chú trọng. Bây giờ thấy nó là thực hành. Đó là cái điều mà mình mong muốn, mình đang chờ đợi. Còn những cái điều không chờ đợi, nó cũng vậy, nhưng mà nó bao giờ cũng hướng tâm làm theo cái sở thích của mình. Cho nên mình luôn luôn sống trong cái dục. Cái dục này nó thuộc về cái luyến ái, cái tham dục và cái tà kiến. Tà kiến nó là cái sự chấp cái thân của mình, chấp cái thân ngũ uẩn của mình. Đó là cái nghiệp mình còn. Phạm phu là phải như vậy. Cho nên Thế Tôn dạy cái chúng ta tư niệm, tư lượng có tầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Thì bây giờ tôi, Tịnh Đức và các bạn đều ở trong trạng thái này hết, thấy cái gì cũng có thức an trú. Bây giờ kể cả các bạn tu tập làm điều thiện thì các bạn cũng có cái sự sắp đặt, chú trọng vào điều thiện, tức là có cái sự tư niệm, cái sự tư lượng, có cái ý tiềm tàng, có thầm ý muốn làm điều thiện, thì cái tâm, cái hành động nó hướng điều thiện, thì cái thức cũng an trú vào cái điều thiện. Cho nên trong bài kinh Thích Ứng á, nói tư lượng, cái gì tư lượng đều phải bỏ hết. Ý nói là thành tựu tất cả các pháp như Bậc A La Hán đều bỏ hết, còn mình thì Tịnh Đức có trình bày đó. Thích Ứng là mình có sự tư lượng, tư lượng để chuyển hóa cái thân tâm của mình.
Mình là người phàm phu. Khi biết những điều Đức Phật dạy, lúc trước thì mình chưa biết thì mình thấy mình không có cái gì mà tội lỗi, không có gì để mình thay đổi. Mình làm cho nó giàu, làm cho nó thích thú, làm cho hơn người. Nhưng mà khi bắt đầu biết Phật pháp thì mình biết tội lỗi, tâm bất thiện. Thì mình biết được bây giờ mình làm thích ứng. Khi mình làm thích ứng tức là có tư niệm, tư lường, có thẩm ý. Những cái điều này làm sở duyên cho thức an trú, tức là cái người, cái tâm bất thiện phát sanh lên thì người đã nghĩ, tư niệm, tư lường, có thẩm ý đến điều bất thiện. Thì do đó là sở duyên cho thức, cái nghiệp của người là bất thiện. Rồi sau khi tu tập biết điều bất thiện thì người này từ bỏ bất thiện, quân tập điều thiện, từ từ thì đến mức độ nào đó cái những cái tâm bất thiện được vơi và cái tâm thiện được tăng trưởng, thì cũng nó là một cái sự tư niệm tư lương có tẩm ý, nó là sở duyên cho cái thức thức người này hồi đó tâm bất thiện nhiều quá, bây giờ tâm nó ổn định, nó không đến nỗi xấu và sắp sửa trở thành một cái người thiện. Và từ từ có người có tâm thiện và bắt đầu phát triển giới, thực hành sống đời sống chánh mạng, có tàm có quý, chánh niệm tỉnh giác. Thì người này tu tập để hướng đến tâm thanh tịnh, đoạn tận tất thiện cái, chứng những tầng thiền, hướng đến tệ. Vì người này chưa giải thoát, chưa chấm dứt hết tất cả những cái sự, thì nó cũng là thức trú, nhưng thức trú vào cái thiện pháp, thức trú vào những cái bậc có trí tuệ, thì nó cũng có tư niệm, thiện pháp cũng có tư niệm, tư lường có thẩm ý, thì đó cũng là thức an trú của thiện pháp. Các bạn tu tập tinh tấn bố thí trì giới, tu tập bốn cái dự lưu phần thì cái đó là pháp thiện, thì thức cũng an trú vào điều đó, thực hành những cái điều pháp tu đó đều có tư niệm, tư lường, có thẩm ý. Nếu mà có đầy đủ này á, thì cái thức nó an trú, nó tăng thượng. Cho nên do thức an trú tăng trưởng nên trong tương lai tái hữu sanh khởi, tái hữu gọi là, tức là cái người tu tập thành tựu có những cái tầng thiền chứng, nhưng mà còn chấp thủ những điều gì thì cũng còn tái sanh, nhưng mà tái sanh chỗ an lành do quân tập những cái thiện pháp. Thì do sanh khởi tái hữu có mặt ở trong tương lai, còn ngay trong hiện tại nó cũng vậy. Những cái gì mình mong muốn tu tập để thành tựu, để tăng trưởng cái chánh kiến, chánh tư duy, hay là thiền định, trí tuệ gì đó, thì mình cũng có cái sự tư niệm, tư lường, có thẩm ý. Thì những cái gì mình thực hiện được điều đó làm sở duyên cho thức an trú, thì cái đó có mặt, cái thức an trú nó có mặt thì nó tăng trưởng. Thì trong tương lai tái hữu sanh khởi, tức là cái thức đó đó, những cái gì mình làm nó trở thành nghiệp cũ, và khi đối cảnh mình thấy nghiệp cũ và mình tăng trưởng nó như vậy, tới cái mức độ được thanh tịnh quá tu tiến, thì vị này đoạn tận dần tất cả những cái chừng cái, thì đối với bậc A-la-hán thì ý nói là bậc A-la-hán là phải đoạn tận. Còn ở đây Đức Phật giải thích cái tiến trình nó như vậy, cái sự tu tập thiện pháp của mình thì đều cũng có tư niệm, tư lường, có tâm ý. Cho nên bài kinh, ba bài kinh trước mình tu tập đó, là nói thích hợp. Thì cái đoạn số 3 có nói như này: này các tỳ kheo, nếu không có tư niệm, không có tư lường, nhưng nếu có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức an trú, do thức an trú tăng trưởng nên trong tương lai tái hữu sanh khởi, vân vân. Thì đó là một cái sự tập khởi trong toàn bộ khổ.
Thì ở đây nói tư niệm không có, tư lường cũng không có, nhưng mà có thẩm ý, có nghiệp. Đây là một cái thẩm ý này, có nghĩa là cái tiềm tàng, cái tùy miên của cái nghiệp chưa chưa đoạn dứt hẳn, khó bỏ. Đây là nói những cái bậc tu tiến, họ không có tư niệm tư lượng chọn lựa gì nữa, nhưng mà cái sự tiềm tàng của cái nghiệp đó đó, do cái sự nắm bắt và sự chấp thủ những cái điều gì liên hệ đến cái ái dục vi tế trong ba cõi, cõi sắc hay cõi hữu, và hay hoặc là cái gọi trong tiểu kinh có dạy về cái bài kinh thanh tịnh đó, thì có nói phải buông bỏ tất cả hết các dục. Cái dục này do cái ái dục và cái tà kiến phải buông bỏ hết. Thì đối với những cái bậc tu đã có trí tuệ, đã có cái phần thành tựu nhiều, nhưng mà nó còn nắm bắt một cái điều gì nhất là cái chấp thủ và cái kiến. Đây, cho nên đoạn kinh số 3 nói theo tình thức nghĩa là nếu không có tư lượng, tức là không có thấy, không có tư lượng suy nghĩ, không có tư niệm, không có tư lượng, nhưng mà cái nghiệp nó còn, thì khi thấy cảnh là tại vì còn chấp thủ một cái điều gì đó. Mà nếu chấp thủ thì cái thức nó an trú, đến khi bỏ thân mạng thì thức duyên theo cái sự chấp thủ đó. Thì cái sanh nó có mặt, trong tương lai sẽ có sanh già chết sầu bi khổ u não đó. Thì hôm nay Tịnh Đức chỉ chia sẻ cùng các bạn bài kinh đầu tiên là số 8 là Chitana tư tâm sở đó. Thì còn hai bài kinh nữa đó cũng tương ứng giống như bài kinh Thích Hợp, nhưng mà nói rõ hơn cái tiến trình của một cái sự chấp thủ từ cái chỗ tư lường. Ở bài kinh Thích Hợp thì Đức Phật dạy không tư lường, không tư lường con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con mắt, tức là căn trần thức xúc thọ, không tư lường tất cả những cái này, cái gì là của ta, tức đây là nói cái sự thầm ý, sự chấp thủ tiềm tàng chưa chấm dứt đó. Thì bài kinh này nói rộng hơn, cái tư tâm sở là cái hành động, cái tâm chủ, cái quyết định hành động tất cả. Thì nói về hành ứng thì Tịnh Đức trình bày đó, hành hành sắc, sắc tánh, thọ thọ tánh, tưởng tưởng tánh, hành hành tánh, thức thức tánh. Còn cái thức á, thì lại bị lòng tham của sắc, bị lòng tham của sắc giới, bị lòng tham của thọ giới, bị lòng tham của tưởng giới, bị lòng tham của hành giới, bị lòng tham của thức giới. Thì nó bị an trú chỗ đó. Thì những bài kinh này để cho mình biết mình tư duy tất cả những cái gì mình hành động, mình nói rằng mình không có chấm, không có dính mắc, không có chấp thủ, tôi không có chấp đâu. Các bạn thử suy nghĩ đi qua những điều Tỉnh Đức trình bày, thì cái gì mà mình tư duy, mình so sánh, mình chọn lựa, đó là tư lường. Trong khi tư lường này đó là do cái hành động, có sự tư duy, mỗi hành động này nó được tư duy và ghi nhận lại, nó là thực phẩm của cái tâm tư niệm thực. Còn cái thức này đó, nó cũng là hình ảnh của một cái thực phẩm của thức.
nói theo bốn loại thực phẩm: đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì Tịnh Đức nghĩ rằng Tịnh Đức sẽ dừng lại và còn hai bài kinh của Tư Tâm Sở, thì Tịnh Đức sẽ chia sẻ cùng các bạn. Mà trước khi chia sẻ thì Tịnh Đức một lần nữa sẽ nhắc lại cho các bạn thấy rõ hơn cái ý của Tịnh Đức muốn chia sẻ cùng các bạn. Cái tâm mình nó ghê gớm lắm. Nếu mình thấy biết được mình không có dễ dãi đâu. Mình trở nên tự đánh giá mình một cách dễ dàng, cho nên nói rằng tôi hiểu, tôi biết, tôi không tham, tôi không chấp. Qua những bài kinh này thì các bạn sẽ thấy rằng những điều Thế Tôn dạy nó không phải như mình tưởng lúc trước. Đó là những cái pháp căn bản. Còn đi vào trí tuệ, đây là nói phần những cái trí tuệ, mà trí tuệ này đó chỉ nói chưa có thể thực hành được bao nhiêu, mà muốn thực hành được thì phải đi vào con đường đạo. Mà đi con đường đạo là phải đi những pháp căn bản giới. Tàm quỷ, chánh kiến, chánh mạng, những cái điều đó là căn bản. Rồi hộ trì các căn, chánh niệm, tỉnh giác, trong khi sống phải thực hiện như điều đó thì mới thấy rõ được pháp mình đang thực hành. Thì trong khi mình thấy rõ, tức là mình thấy có, mình phải đang, mình đang đi trên đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, là tại vì mình thực hiện trong khi đang sống. Thì Tịnh Đức xin dừng lại ở đây. Chúc tất cả các bạn nghe pháp hoan hỷ, được nhiều sức khỏe, thăng tiến trên con đường tu tập của mình, luôn luôn sống an vui hạnh phúc. Dạ vâng, xin chào tất cả.